Rồi bây giờ cái file bom nè. Ở cái file này hồi nãy mình đổ vào phần phần biên partner rồi ha. Xong á, mình đọc xong rồi, bây giờ tới phần phần item nè. Thì cái phần item này á thì mình sẽ có hai cách đổ. Nhất là mình sử dụng DTW, và DTW chỉ đổ được mỗi cái phần item này thôi. Item với nhóm thôi, item thôi. Ở với những cái khách hàng nào mà không có sản xuất á, mua bán bình thường á thì mình sử dụng DTW mình đổ được rồi là đủ rồi. Đối với khách hàng sản xuất mình phải sử dụng thêm một cái chức năng thứ một cái công cụ thứ hai để đổ là công cụ của PS này, để anh mở máy này có PS hay gì. Mở on lên. Máy này em sẽ xài 64032 à. Tự. Xin hốt ra này. PS này có không ấy nữa. Ờ, 32 bit. BS có hả? Có nè. Bài 64 cũng được, nhưng 32 phải xài cho thằng BS. Nào, cái này đúng không em? Đó, nhập vô đi. Có không đã bỏ lại đi. Không thấy rồi, không thấy, lên cài vô đây nè, cái BS này nè, mở qua mà nó đi đi. Rồi góc nào khóc ra vô lại. Rồi vô lại. Rồi nó nhập vô lại. Đây. Rồi thấy nè, cái file này lên. Máy này chỉ có máy của bạn An có, máy bạn kia chưa có đâu. Máy kia chỉ coi thôi. Này, cài cũng ngữ nữa ta. Mở này lên. Chờ xíu. Chạy này nữa. Đây là lần đầu tiên nó phải chạy vậy đó, hơi lâu. Mình chờ nó. Ờ, trong lúc chờ đợi thì quay lại file Excel em giải thích file Excel ha. Thì file Excel này đây có giải thích nè. Cột này chở gì là gì, có bắt buộc nhập hay không, ví dụ như nào đó, cột này ha. Đó, thứ hai là chú thích, hay là cột này là cái template mẫu nè. Mẫu template mẫu, đây là template mẫu đó. Cột này là giải thích nè,
ví dụ như là ha, ví dụ như là một ví dụ như là tôm thành phẩm đóng gói. Tôm thành phẩm đóng gói là cái này chính là cái thành phẩm của cái sản phẩm mình sản xuất. Thì trong đó muốn trong đó sẽ có những cái bán thành phẩm cho ô này nè, là tôm thành phẩm cỡ này. Trong đây có nguyên liệu là tôm nguyên liệu, đó là con của ô này. Đó, và những cái nguyên liệu này. Và những cái bánh răng cưa là những cái công đoạn. Những công đoạn giống như để sản xuất được cái tôm thành phẩm đóng gói thì cần những cái nguyên vật liệu này. Nguyên vật liệu nào mà hình thôi á, cái nào mà biểu tượng hình thôi chính là nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu nghĩa là mình có thể mua về hoặc mình có thể có tại công ty. Đó, còn những cái nào mà nó là hình giống như cái thư mục á, nó có thể là bán thành phẩm hoặc là thành phẩm. Thành phẩm là cái cuối cùng, còn bán thành phẩm là nó phải sản xuất. Nó phải cấu thành từ một cái công đoạn, nghĩa là mình phải có công đoạn là cân, là chế, là ngâm, là đóng, rồi xong rồi kết hợp với cái tôm nguyên liệu này nó mới thành được cái thành tôm thành phẩm trên này. Hiểu chưa? Và từ cái tôm thành phẩm dưới này nó mới cơ mà dán băng keo, bọc, dây, thùng, rồi đóng gói nó mới ra được cái thằng trên, thằng 55 này. Nghĩa là nguyên cái cục này anh đang nói nè, chính là cái ta gọi là bơm, là BOM. Thường nói bơm ở Việt Nam mình là nói bơm, nhưng mà nói đúng chính xác là BOM, là kêu bằng là những cái nguyên vật liệu, công đoạn cấu thành lên cái sản phẩm sản xuất đó. Để sản xuất được cái người ta cần là sản xuất là được là cái người ta cần là tôm thành phẩm đóng gói 120 cái trên gói. Cái cuối cùng ta cần để giao khách hàng cái đó. Để sản xuất được cái này thì đầu tiên tôi phải cần ra là cần là thùng cắt tông bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, dây đai số lượng bao nhiêu, bọc số lượng bao nhiêu, số lượng trên cái ngàn, trên một cái ngàn, đang nói số lượng trên một cái ngàn, băng keo bao nhiêu, rồi công đoạn sản xuất là công đoạn là bắt kinh nè, bao gói nè, sử dụng công đoạn này. Thì công đoạn này là sử dụng có sẽ liên quan tới máy móc thiết bị nào nữa. Được không? Rồi tiếp theo nè. Đây này, nó đi theo ở đây có hai cấp nè, thấy không? Đầu tiên phải sản xuất được cái tôm thành phẩm cỡ tôm thành phẩm nhập xô cỡ 55 con trên 1 kg nè, đầu tiên phải sản xuất được cái này. Đúng không? Rồi để sản xuất được cái này thì phải có cái tôm nguyên liệu nhập cỡ nè. Đúng không? Đó rồi xong rồi đầu tiên là đầu tiên là cân mua rồi chế biến, ngâm, đóng, rồi xong nó mới ra được cái số lượng trên này, đúng chưa? Từ số lượng này nó mới kết hợp băng keo dưới này nó mới ra số lượng trên này rồi, hiểu không? Nhìn trên này hiểu rồi nha. Thì cái đó rồi khách hàng sẽ đưa mình một cái file Excel cấu thành cái này để mình đổ vô. Mỗi vụ người ta ở không phải ở cái nhà máy sản xuất tôm mà nhà máy nó lại sản xuất cái chai này. Khi sản xuất cái chai này thì cần gì? Nắp chai, rồi vỏ chai, đó. Đó là bán sản phẩm, rồi để sản xuất được cái nắp chai này cần cái gì? Nó nhỏ bên trong, rồi để sản xuất cái vỏ chai này cần gì nhỏ bên trong nữa. Nó là nhiều thứ nhỏ mới cấu thành được cái chai này. Đó là gọi là bơm BOM nha. Đó. Thì trong mỗi cái phần sản xuất này nó có những cái công đoạn. Đó. Rồi. Thì bây giờ là có cái này mình nhìn mình biết khen rồi. Rau tinh là đây là rau tinh. Rau tinh là những cái bánh răng cưa nè. Đó. Bánh răng cưa nè. Rau tinh là bánh răng cưa ha. Rau tinh là bánh răng cưa là bác bước các làm. Bơm nè, bơm là bao gồm mấy luôn, bao gồm rau tinh và ấy trong đó luôn. Đó. Rồi bây giờ nè, mã sản phẩm nhập vào đây. Thì trong đây mình thấy ví dụ như là anh thử search một cái cho em coi. Đấy. Anh thử anh cho em coi một cái data nè. Đấy. Ok. Xuống nguyên con, cái này là nguyên liệu rồi,
cái nào mà nó ra nhiều cho nên mình nhìn ra xuống nguyên con, xuống nguyên con. Mở nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm. Coi cái này. Cái này mới ai tâm à? Không, cái này mới ai tâm à? Cái này mới nguyên vật liệu à? Chưa, cái này mới đúng nè. Cái này nè. Xin lỗi nha, cái này. Nè, em nhìn thấy nè, ai tâm code nè. Nó đây. Em tới cái này đây. Cái con của nó ở bên này nè, ha. Nè. Đó, con nó là này, thấy chưa? Rồi tiếp theo nó là này. Khi phải xe người ta đưa vào phải này. Nè, xe đưa vào phải này. Thì cái này có thể lặp lại nè. Một này lặp lại. Cái này lặp lại nè. Đúng không? Nhưng cái này con của nó nè. Đó, lặp lại luôn. Đó. Cái này không có lặp lại nhưng cái này lặp lại. Đó. Mình nhìn qua nè. Số lượng input vô đây. Số cái đơn vị nè. Ví dụ như là cần 1,8 kg thì băng keo là cần 0.1 ron nè, ký nè, đó. Ở vị trí nè, đây là thứ tự cái nào trước cái nào sau, hiểu chưa? Đó là file này, hiểu chưa? Template đó nè, đó, còn file này cũng vậy, đó nè. Được chưa? Rì nè, bắt nè, rì nè, đó. Được chưa? Đó. Rồi, thì cái này là cái chi tiết nè. Từng cái hai tâm nè. Đó, từng cái hai tâm và cái này cái chi tiết. Còn cái này á là nó sẽ bao gồm là phân loại BOM. Nghĩa là cái nào thuộc thuộc nhóm nào và nhóm nào nó sẽ group vô ha. Đó, thì ở đây dựa theo mẫu này nè, để mình có thể mình dựa theo mẫu này để mình có thể nhập những cái sản phẩm khác ha, cung cấp cho khách hàng để khách hàng nhập vô cho mình theo chú thích này ha. Đó, thì bây giờ cái này nè, thì bây giờ trong sáp thì mình sẽ nhập ở chỗ là data import nè. Add on lên lại coi. Connect rồi. Ủa sao mà nó không có. Stop. À, máy này chưa có lên sàn đâu. Ồ, mấy này không có license rồi. Mấy này không có license BS rồi. Rồi để tính sao đi. Cái phần này thì không có license BS rồi. Đó, mấy này giải thích này để nào vô dự án thiệt á. Mình có license này, mình thực hành này sao ha. Anh chỉ giải thích cho này thôi. Nói khi mà khách hàng gửi cho mình cái file, mình cũng phải chuẩn bị để mình đổ vô.
bên thằng data hub này nó đổ dễ hơn phần DTW. Đó. Ừ, data hub là đổ dễ hơn phần DTW. Đó. Thì mình sẽ hiểu được, nhìn vô đây mình sẽ file này. Nghĩa là khách hàng sẽ chuẩn bị tem này, đây là template này nha. Hàng chuẩn bị. Đây cũng là template khách hàng chuẩn bị cho mình, nghĩa là chuẩn bị hai template này. Đó, hai template này. Đó. Và đây là template của thằng item. Sau khi mình đổ là nó ra được bản này. Bản này. Đúng rồi. Bản này trên shop mình nhìn ra bản này nè. Nè. Đó, khách hàng sẽ cung cấp cho mình dữ liệu này. Dữ liệu này dữ liệu mẫu thôi, dữ liệu này dữ liệu mẫu, nhìn vô biết để giải thích cho họ là cái này là cái gì để họ chuẩn bị cho mình thôi. Mỗi vụ ta khách hàng ta không phải sản xuất, không phải công ty tôm mà công ty về gỗ rồi sao, người ta đưa một cái dữ liệu khác rồi mình đổ vô người ta, đúng không? Đó. Thì đây nè, đây là cái file nè, cái file này file item nè. Đó, file này file item nè. Đó, file item. Đổ vô. Thì cái file này có chú thích bên này. Nghe nè. Nè, bạn chú thích nè, cái nào này. Thấy chưa? Đó. Quy trình như thế nào? Nạp nguyên vật liệu. Thành phẩm nè. Đó. Rồi nạp bơm, nạp công đoạn. Quy trình nó vậy. Đó, cái này mình coi để mình hiểu thôi, để vài bữa đi nên sẽ đưa em vô cái kia cái ấy để hiện tại không có em, tại hai tụi em không có license thì tạm thời mình sẽ làm DTW ha. Quay vô phần DTW. Đó là phần DTW. Thì phần item là phần bên này. Item. Đây. Thì trước khi mà mình đổ vô tự động á thì phải biết nhập tay trước. Luôn vậy chứ đổ tự động được mà nhập tay này không biết nhập cũng được nghe. Nhập tay được một hai cái. Đó, thì tài liệu nhập tay thì anh sẽ đưa ở trong trên đây rồi. Trên đây rồi nè. Cái file này nãy tạo mới công ty là đâu? Đâu? Đúng rồi. Nè, item à. Đó. Item master nè, item group nè, đầu tiên phải có group nè. Đúng không? Rồi sẽ tới là nhập cái đo lường nè, warehouse nè. Đó, nha. Đâu cái file sale hồi nãy anh đưa cái file sale hồi nãy đầu tiên nãy chuẩn bị ra dữ liệu đây, file này. Đó. Đó. Đó, giờ em sẽ đổ file này vô nè. File OITM nè, OITB là group nè. Đó. Group này thì mình sẽ tạo group, đúng không? Đó, tạo group thì tạo đâu? Group thì cũng như sớm anh tạo thôi. Setup nè. Qua setup inventory group. Đó, tạo group. Bây giờ rồi tạo group rồi tạo gì nữa đây? Group rồi tạo cái này là gì? Manufacturer. À, tạo này. Ngày tạo đâu đây? Setup đây. Không. Anh chỉ chỗ cho họ tự làm ha, cũng quen rồi, giờ chỉ cho làm thôi. Tiếp theo. Đâu cái file này đúng rồi. Shipping tag nè. Shipping tag nhập đâu đây? Shipping tag nhập đâu? Rồi. Nếu không biết chỗ thì anh chỉ cho cách tìm nè. Shipping tag đây, bên đây có không? Shipping tag đây. Nó đâu đây hết à, nếu không biết chỗ thì qua đây search nha. Bên thay nhập vô. Location. Giờ nó lên rồi nè, nãy giờ nó không lên, giờ nó lên rồi. Location. Đó. Nè. Bucket thai mấy cái này có mấy cái bucket thai này nhập đâu?
Bucket Thai đúng không? Bucket Thai đâu? Không biết Bucket Thai đúng không? Bucket Thai đây có không? Up. Inventory. Đây nè. Đó. Nhập vô. Đó. Nha. Nhập vô hết đi. Nhập hết mấy này. Có mấy cái này nhập tay thôi. Mấy cái này ít thì nhập tay thôi. Đó. Cái này. Cái này nhập luôn. Cái này. Nhập luôn á. Nhập hết mấy này đi. Đó. Lên Y nè. Đó. Nhập hết này. Lên Y nè. Ví dụ là từ quy đổi con này. Cái này là gì? Unit of person nè. Ở đơn vị nè. Ha. Nhập vô luôn. Đơn vị là này có không? Đơn vị này nằm đâu? Đây đâu? Ủa nó nằm đâu? General. Inventory tổng rút này không? Ủa không có. Hả? Cái nào? Không phải. Cái này là đơn vị tính. Đang kiếm đơn vị. Đơn vị mà đơn vị nó nằm đâu? Cái menu không nhớ đường vô. Quay hao. Này đơn vị. Có máy của anh đây. Rồi sao tất ra. Như sơ. Ủa sao máy này sẵn ra ta? Rồi quên 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 mấy anh kìa. Cây dạy. Chọn xíu nghe. Nó nằm ở khu nào?
Đây có nè. Sao bên em có? Setup. Setup event ở đây nè. Unit up rồi chưa? Nhưng em bị tắt rồi vậy. Em tắt em chưa mở lên là sao? General setting. Nhưng em bị tắt rồi vậy. Hai function nè. Unit up rồi chưa? Có nè. Hai function này là vẫn đang tắt mà. If you not you. Ok nè. Em tắt thằng gì? Em bấm chết vô đây rồi em mẫn đi rồi nè. Lúc làm á, lúc tại tao bay nó có này nè. Nè thấy không? Đó. Đó, thấy không? Thì ở đó mình sẽ nhập này vô luôn. Cái ui tên nó là. Nè. Bắt nè. Bắt nè, thấy không? Vô gì bắt. Rồi dài. Đó. Dài động cao nè, đúng không? Cân nặng nè. Đó, cân nặng đây chứ. Đó. Anh muốn biết volume là gì để anh coi lại coi. Cái này cân nặng ở bên này, còn volume là không phải âm lượng đâu. Cái này bên nước ngoài. Ví dụ như là có một số cái nó quy đổi nè. Giống như là một cái quy đổi nè. Rất quá. Bên database của người ta làm đó, thì nó có một cái quy đổi, ví dụ là paper giấy thì quy đổi là bao nhiêu, một bắt bằng bao nhiêu đó, thì nó có cái quy đổi. Thì ở đây mình không có làm, sau này mình sẽ làm sao quy đổi. Ví dụ ở đây mình tạo thêm một cái đi, mình nói đi. Này mình nói vô group này, group nè, trong đây nó sẽ có nè. Mình tạo thêm một nhóm nữa, cái nhóm như giấy. Giấy thì 1 gram bằng bao nhiêu, rồi mình quy định như thế nào đó thì mình sẽ lúc đó mình sẽ tạo thêm một cái nữa, ví dụ như tạo thêm paper đi. Đó. Mẫu data giúp. Set up thêm gì nữa, đó là tính sau. Đầu tiên mình nhập mấy cái này trước rồi nha. Nè. Nhập này trước nè. Cái này trong theo file này nè. Đó. Nè, nè. Đó. Rồi lên tới này. Nè. Tới này. Nè. Đó là nhập hết này. Sau nhập hết này rồi mình mới quay vô cái file này để mình đổ vô nha. Cái này thì mình cũng chuẩn bị giống như nãy cho biên dưới bằng nơi đó. Thì mình có file, đổ vô. Được chưa? Đó. Vậy nha. Thì mấy cái này anh lấy từ cái file, bộ database của em có cái database mẫu không? Symbol database có không? À, mất tiêu rồi. Nhưng bên máy kia mới có. Không có, cái này không có. Không có. Mấy bạn kia mới có. Mình là bài Singapore, lấy từ dữ liệu từ đó ra. Rồi, giờ mình là em làm tiếp file này nha. File này. Đó, xong mình đổ vô. Đầu tiên phải nhập tay trước được một cái đã. Bây giờ. Không rồi, tạo tâm rút, hoặc không tạo tâm rút, tập tay trước. Thử trước, nghe mình nhập tay thử trước một cái hay tâm thử coi. Tạo rút default của nó không có rút default. Đó, tạo thử cái. Tạo warehouse nữa nghe. Warehouse nữa.
Warehouse ở trong đây nó có warehouse đó nè, nghe nhớ không? Location warehouse đây đâu rồi? Warehouse này không có warehouse, không có location nè. Tạo warehouse nữa. Warehouse đặt warehouse 01, warehouse 02 đi nha. Rồi, làm đi, làm cho nó quen đi nha. Yeah.